Hello các bạn đã trở lại với Cali Sài Gòn. Bây giờ bữa nay mình ở nhà, đố các bạn biết làm gì không? À, mình làm thịt bò lúc lắc. Trong thịt bò này là mình có nhiều cách làm lắm các bạn biết không? Cắt miếng nhỏ, miếng to hay miếng gì đó là tùy ý các bạn. Nhưng mà mình cắt cái miếng cỡ này thôi. Trong đây thì mình có dầu hào, đường, bột ngọt. Mình cũng có thêm một chút xíu cái này nữa này nha. Này là chicken broth này nè. Mà cái này là cái bột của các bạn. Hồi nãy giờ là mình đã ướp hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Mình nghĩ chắc ướp một tiếng đồng hồ ngon hơn. Mình ướp hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ các bạn thấy được không? Cũng ok chứ ha. Đàn ông ở bên Mỹ này giỏi lắm các bạn. Đàn ông nào cũng biết nấu ăn vậy chứ. Không nấu ăn là chết chắc. Bây giờ mình thấy cảm thấy được được ha. Còn cái này thì hồi nãy mình xào trước. Cái này củ hành á. Hồi nãy cái mình xào trước rồi. Sơ. Bây giờ mình bỏ vô đây luôn. Tại mình sợ xào chung nó ra nước nhiều. Cái món này mà mình ăn giải chiến á các bạn. Lên ăn cơm liền là ngon lắm. Nhậu là cũng bá cháy lắm đó nha. Mình cho lửa lớn chút xíu đi ha. Có nhiều người xào thì người ta bỏ xà lách ở dưới. Rồi cái người ta bỏ cà. Rồi người ta để thịt bò lúc lắc lên trên. Có chút xíu ngò. Bữa nay thì mình không có ra chợ không mua xà lách. Cho nên mình xào cái củ hành thôi. Đó. Ăn giả chiến ha. Cái này là món bò lúc lắc giả chiến. Rồi bây giờ gần chín rồi nha. Quay đây đi ha. Camera quay đây đi. Cái gì nữa? Dĩ nhiên là có hành lá. Lấy được các bạn. Mình xào qua xào lại. Xào chừng dài dài ba đũa là được rồi. Tại hành lá nó dễ chín lắm. Rồi mình tắt lửa. Rồi mình dặm thêm luộc cũng chút xíu chút tiêu đi ha. Thế là mình đã có món bò lúc lắc giả chiến. Rồi xin mời các bạn nha. Rồi hẹn các bạn lần sau. Lần này vừa quay vừa làm vừa quay luôn. Đáng lẽ là mình người ta phải ướp từ đầu, phải làm từ đầu. Nhưng mà mình hứng lúc nào mình làm lúc đó thôi. Rồi các bạn thấy được không? Món thịt bò lúc lắc giả chiến cũng thơm lắm chứ bộ. Rồi xin mời các bạn nha. Ok, hẹn các bạn lần sau. Nếu các bạn thấy cái này hữu ích, cho mình một cái like và đăng ký kênh cho mình ha. Video rất ngắn gọn và lẹ làng. Thịt bò lúc lắc giả chiến. Bye bye.